Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy Tim với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 16 tây tháng Giêng năm 2024. Chủ đề di dân lúc nào cũng được hâm nóng mỗi lần bầu cử. Mặc dù nguyên ủy những vấn đề này chúng ta đều biết rằng là cái sự hợp lý của nó không thật sự với thực tế. Tuy nhiên, các chính trị gia bảo thủ luôn luôn dùng chiêu bài này có khi họ thất bại nhưng lần này ông Donald Trump với cái cách tuyên truyền trong suốt từ năm 2016 cho đến bây giờ dường như có vẻ chinh phục người dân nước Mỹ về chủ đề này. Ngày hôm nay anh em chúng tôi đi sâu vào cái chủ đề di dân và chuyện chính trị với ông Donald Trump. Xin chào ông Đô Dũng. chào Mai Phê Long kính chào khán giả SBTN. À, nói chung là những gì mà ông Trump đưa ra liên quan vấn đề di dân nó rõ ràng có ảnh hưởng người dân Mỹ ít nhiều bởi vì ông liên tục ông nói từ năm 2016 khi mà ông vận động tranh cử à, cho cái chức vụ mà tổng thống của Mỹ và có thể nói ở mức nào đó là ông thành công ông thành công à, và bây giờ mà nghe tới di dân là người ta có phản ứng không tốt mặc dù đất nước này đất nước của di dân à, thì tờ nhật báo The Washington Post hôm nay họ mới phân tích một cái thăm dò dư luận mới đây của CBS News. CBS News nha. Họ làm với công ty thăm dò YouGov và họ thấy rằng là kết quả nó đi theo đúng những cái mà người ta dự đoán. Đặc biệt là khi những cái người mà cực khẩu khi nói gì dân họ phản ứng dữ dội lắm thì có thể nói là một phần do ông trump thành công trong chuyện này tức là giống như ông, ông gieo vào, tuyên truyền riết người ta nghe đó và thấy có lý à, cho dù rằng cái chuyện đó, nó ngược lại thì cái này nó đúng như cái ông gì gọi là cái ông gì uh, bộ trưởng uh, tuyên truyền của đức quốc xã anh gober gober, à. yeah. gober đó ông nói là mình cứ nói dối thì nó đi nói lại nó riết là nó thành người ta nghe riết là nó thành thói quen Đó thế thì uh, khi mà cái cuộc thăm dò này họ hỏi á những người uh, lớn á hoặc nói chung là tất cả những người được hỏi đó là quý vị có đồng ý với ông Trump là những người đi vào mỹ bất hợp pháp là rõ ràng làm ảnh hưởng cái việc mà làm cho huyết thống của nước mỹ bị hoen ố, bị bị mai một, bị nhợt nhạt và họ đều đồng ý như vậy đa số họ đồng ý hoặc là gần một nửa gần một nửa cái người mà trung dung họ đồng ý như vậy và cái này nó không phải chỉ là cái tuyên truyền của ông Trump không mà riết thành cái tuyên truyền của cái nhóm cánh hữu cực hữu và nó cho thấy rằng là cái vấn đề di trú bây giờ trở thành cái vấn đề gọi là chia rẽ nước Mỹ ở hai cực khác nhau ngày trước nó không có chia rẽ nhiều nó chia rẽ ít thôi bây giờ nó chia rẽ thành hai cực xa như thế này hồi trước nó là hai cực cần thế này tức là họ có thể đồng ý với nhau một chuyện mà bây giờ là họ ra mà càng ra xa thì càng khó đồng ý với nhau đúng không đó và gần một nửa những người này khi được hỏi thì họ cho thấy rằng là cái dự đoán họ cho rằng là vấn đề di dân là vấn đề nguy hiểm nguy hiểm đặc biệt là có thể gây ảnh hưởng đến cái danh tánh của quốc gia đó Mặc dù những cái lời nói này nó sử dụng ngôn ngữ theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay là phát xít, người ta không quan tâm. Người ta không quan tâm. Ví dụ tôi ghét ông Long và tôi tôi làm cho quý vị ghét ông Long luôn. Thì khi tôi làm cho quý vị ghét ông Long tôi sẽ nói xấu ông Long mặc dù ngôn ngữ của tôi là ngôn ngữ lỗ mãng. Ngôn ngữ của chợ búa, người ta không quan tâm ngôn ngữ tôi luôn, người ta quan tâm đến ông Long là kẻ xấu vì tôi đang tuyên truyền ông Long. Đó, nó là như vậy. Thì thăm dò này xin bác thật thuật cho qua cái laptop của tôi. Đây. Đây này, Gần một nửa người Mỹ đồng ý với cái chuyện này. Đồng ý với ông Trump rằng di dân đi vào nước Mỹ bất hợp pháp là làm hoen ố cái dòng máu của đất nước. Số người lớn khi được hỏi đó là gần 50% đồng ý với cái này. Bên phía dân chủ thì chưa tới 25%. Phía độc lập đó là khoảng cỡ 47% Trên này chúng ta có thể khoảng 48, 49 đó. Như đây khoảng 47% Riêng Cộng Hòa đó là tới như vậy là khoảng 80% đồng ý với cái chuyện này Đồng ý với cái lời ông Trump nói nha Chúng ta nhớ là có chữ Trump trong đây nha Đồng ý với ông Trump như thế Và như vậy là khoảng 3 phần tư 80% là khoảng 3 phần tư đúng không anh? Hơn 3 phần tư Đó trong khi đó chỉ có chưa tới một nửa chưa chưa tới một nửa nửa ít hơn một nửa bên phía dân chủ đồng ý và và người độc lập đồng ý với cái chuyện này đó. và cái điều lý thú là chỗ này thưa quý vị ngay cả khi không đề cập ông trump thì bên phía cộng hòa cũng đồng ý với ông trump và khoảng 10 điểm so với bên phía dân chủ bên dân chủ thì ít hơn một chút thì chúng ta thấy nè cái rap thứ nhì thấy không chúng ta thấy là khi mà không đề cập tới ông trump nha khác với đề cập ông trump thì chúng ta thấy đó là người lớn cũng là khoảng 47 47 48 bên dân chủ không đề cập ông trump thì nó còn giảm nữa bên độc lập nó vẫn tăng và bên cộng hòa vẫn tăng tức là cho dù có yếu tố ông trump hay không có yếu tố ông trump đó người ta vẫn tin điều mà di dân bất hợp pháp vào Mỹ làm hoa nổ, cái dòng máu của Mỹ của người Mỹ, hả? thì đó là sơ khởi hai cái chạc cho chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của ông Trump như thế nào mà ngay cả không có đề cập ông Trump trong đó nó vẫn có ảnh hưởng tới dòng Vâng, thì uh, chúng ta thấy rằng là những cái gì mà nói ra thì uh, nói riết mãi thì người ta cũng thành tin nó là sự thật, ngay cả việc từ chối luôn cả chính mình khi đi sâu vào những các yếu tố liên quan đến uh, những người đồng ý với ông donald trump là những người di dân bất hợp pháp vào nước mỹ là những cái người uh, làm cho dòng máu mỹ hoen ố hay là làm cho cái dòng máu của nước mỹ bị nhiễm độc thì cái luật điệu này thì thưa quý vị phải nói là luật điệu rất là kỳ thị rất rất là kỳ thị vẫn nằm dưới một cái hào nhoáng một cái vỏ bọc bên ngoài là cái chữ illegal, mà trước cái chữ illegal này thưa quý vị tất cả những người mà đến nước mỹ quý vị đang nhìn, họ đều theo gọi là tôi không được vào uh, giấy tờ chính chính xác chính thức nhưng tôi đến tôi gõ cửa tôi xin vào nước mỹ để tị nạn, thì phần lớn là những người như thế và khi họ gõ cửa xin được tị nạn và được chấp thuận để mà chờ ngày ra tòa thì chúng ta gọi là bất hợp pháp hay là không bất hợp pháp. Rồi những cái con số, những người mà gọi là di dân, gọi là bất hợp pháp với nước Mỹ thì thống kê cho thấy là 65% là những người overstay visa, những người bay vào nước Mỹ một cách chính thức và họ ở quá hạn và ở luôn. Thì chuyện này là chuyện gì? Đó là những chuyện mà tất cả chúng ta đều biết, người Mỹ đều biết nhưng họ vẫn nghe những gì ông Donald Trump nói thì đó là một cái sự việc mà chúng ta cũng cũng thấy và hiện tại cái quan điểm đó là một cái quan điểm gọi là khá là hợp hợp lòng đa số của người dân Mỹ. Nhưng mà khi đi sâu vào những cái phân tích này thì người ta mới thấy rằng là hình như là có vấn đề chủng tộc nó nằm trong một cái yếu tố quan trọng. Thí dụ như cũng trong cái cuộc thăm dò đó, người ta đặt ra câu hỏi rằng là nếu mà ông Biden mà chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, thì những cái chính sách và nước Mỹ nó sẽ gọi là ưu tiên cho cho những ai, cho nhóm chủng tộc nào. Thì trong cuộc thăm dò này cho thấy phần lớn những người Cộng Hòa, họ sẽ thấy đe dọa bởi những người thuộc lại thiểu số. Xin ban kỹ thuật cho xem mà nó cái laptop của tôi. Câu hỏi ở trên là nếu ông Biden thắng, thì cái nhiệm kỳ thứ hai, cái chính sách của ông Biden sẽ nghiêng về phía nào? Thì tổng kết thì người ta thấy rằng là uh, à, người nghiêng về phía người da trắng thì không có nhiều. Nhưng mà. Nghiêng. về Là không có thay đổi. Thì là trên 50%. Nhưng. Có một cái số khoảng chừng. Uh, khoảng chừng 40%. Thì cho rằng. Là chính sách của ông Biden. Sẽ nghiêng về. Những người thiểu số. Là cái màu vàng ở đây. Uh, chúng tôi phải lặp lại. Màu tím. Là cho rằng là. Chính sách của ông Biden. Trong nhiệm kỳ thứ hai. Là sẽ dành. Favor cho người da trắng. Màu xám là không có gì thay đổi. Màu cam là nghiêng về những người thiểu số. Nhưng mà khi chúng ta đi vào từng cái nhóm cử tri thì cho chúng ta thấy rằng là đại đa số người cử tri Mỹ mà Cộng hòa thì họ đều nghĩ rằng là ông Biden sẽ nghiêng về cho người thiểu số. Còn dành cho người da trắng rất ít. Bên phía Democrat thì nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi là trên 75%, chúng tôi nhìn ở đây cũng phải khoảng là gần 80%, còn không có nghiêng về chủng tộc nào cả. Tuy nhiên, những người Cộng Hòa họ lại mang cái quan điểm rằng là ông Biden sẽ đe dọa những người da trắng, thưa anh Dũng. Ừ, anh nói qua ông Biden rồi, phải không? Yeah. Nhưng mà ông Trump á ở đây cái 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 điểm chính tôi muốn nói là ông Trump, ông Biden chỉ là phụ mà thôi. Không không, nhưng mà cái này nó cũng từ ảnh hưởng của ông Trump, ông tuyên truyền riết là người ta cứ nghĩ rằng ừ. là chính phủ Biden ừ. là chính phủ gọi là thiên về. Đúng rồi. À, anh chỉ là ép người da trắng. mà chắn. trước khi ừ. đi đến Biden, ừ. Đó, ừ. anh phải, anh chưa nói hết này. Trump. Rồi mời anh nói tiếp. Đó, ừ. cái chuyện đó, mà ông Trump á khi mà ông tuyên truyền như vậy đó, thì nó ảnh hưởng đến cái chuyện gì? bởi sao ông tuyên truyền rằng là di dân bất hợp pháp nói yeah. chung là di dân đi bộ đây là không có tốt đúng không làm hoen ố cái màu sắc cái, cái màu gọi là là, là cái, cái dòng máu của 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 nước mỹ thế thì từ đó nó mới liên quan đến chủng tộc nó mới liên quan đến chủng tộc đó à. thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là gì trong cái thăm dò này người ta mới hỏi như vậy cái chuyện mà di dân đi vào nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề là đa dạng chủng tộc nước Mỹ hay không đã? Đó. thì cái thăm dò nó cũng cho thấy một cái sự gọi là khác biệt giữa cộng hòa và dân chủ cũng như độc lập khác biệt như nào chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị sau một quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SBTN khi quý vị vào hình của đài truyền hình FPTN sau đây chúng tôi trở lại chương trình sẽ tin tôi nói về cái yếu tố của ông Donald Trump nó ảnh hưởng như thế nào và ông đã rất thành công trong cái chuyện đề cập đến di dân thì chúng ta thấy rằng là đa số người cộng hòa không ủng hộ cái chuyện di dân vào Mỹ đa số người dân chủ là ủng hộ cái chuyện di dân vào Mỹ Thì rõ nãy chúng tôi đã cho quý vị coi rồi Thấy không và ông Trump cho rằng là di dân nhiều vào nhiều quá là không có tốt à. Thế thì bây giờ vi dân vào nhiều thì nó ảnh hưởng cái gì? Đầu tiên hết là xã hội Mỹ nó sẽ càng đa dạng hơn, đúng không? Nếu anh cho ít di dân vào thì xã hội Mỹ là nó coi như là bây giờ đó. Tôi nói ví dụ một trong 10 người là năm người da trắng, số còn lại năm người đó là nhiều sắc dân. Thế bây giờ mà không cho vào nữa đó thì có thể là cái số mà sắc dân đó, đó cái thiểu số nó bị giảm đi hoặc quyền lợi nó bị giảm đi bởi vì cái số da trắng nó là đa số còn bây giờ cho di dân vào nhiều đó, thì như vậy là quyền lợi của da trắng bị giảm đi đó đại khái như thế thì nó ảnh hưởng đến cái sự đa dạng về chủng tộc và sự công bằng bởi vì dù màu gì chăng nữa theo hiến pháp của mỹ là anh vô đây là ngang bằng với nhau và nếu anh bị thất thế thì chúng tôi sẽ có cái chương trình gọi là affirmative action mà chúng ta vẫn thường nghe tức là trong công sở hoặc trong giao kèo việc làm hoặc trong trường học là phải để ra một số chỗ cho những người thiểu số bởi vì họ bị bất lợi đó thì nó ảnh hưởng như thế nào thăm dò là cho thấy luôn rồi, cho coi laptop của tôi đó là đây này màu tím là đi quá xa tức là nếu mà uh, cho dân vào nó sẽ ảnh hưởng cái chuyện mà đa dạng chủng tộc và công bằng quá nhiều màu xám đó là nó ảnh hưởng đúng vừa phải màu vàng á, là ảnh hưởng chứ đủ à, tức là phải cho thêm nữa cho thêm vào nữa thì chúng ta thấy nè người lớn nè màu tím nè là ảnh hưởng quá lớn quý vị thấy không nó tới coi như là 47% trong khi ảnh hưởng vừa phải là đúng á, thì con số chỉ có chừng 25% thôi còn màu vàng á, là không đủ tức là nó vào khoảng chừng 30% thì chúng ta nhìn ba cái màu này chúng ta thấy là cái màu tím nó vẫn lớn hơn thấy chưa tức là gì là đi xa, quá xa có nghĩa là gì không có lợi cho di dân thấy chưa đây là người lớn nha không nói đảng phái đây nha người lớn qua đảng dân chủ á, thì chúng ta thấy màu tím là gì là nó ngắn nhất cái màu vàng á, nó dài nhất là chưa đủ thì rõ ràng là bên dân chủ ủng hộ di dân và nói rằng là ô cái này không có đi chu pha không có đi quá xa mà thậm chí đi chưa đủ nữa tức là hai cho vô nữa đó ta thấy là màu vàng nó dài hơn người độc lập chúng ta thấy màu tím vẫn dài hơn tới 50 hai cái màu xám và màu vàng nó thấp hơn và cộng hòa thì coi như màu tím là dài nhất tới là khoảng 70 phần chúng ta dễ hiểu rồi chúng ta thấy là cộng hòa dân chủ là nó khác nhau hoàn toàn đúng không hai cái này màu vàng và màu tím nó dài hẳn ra nhưng mà chúng ta phải để ý hai con số này nè người lớn nói chung và độc lập nói chung Rõ ràng màu tím nó dài hơn dòng thấy không? Ừ. Như vậy là gì? Có thể do cái màu tím của bên Cộng hòa nó kéo cho nên người ta cộng lại thấy không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái independent này rõ ràng cái màu tím nó dài, quý vị thấy không? Đó, màu tím nó dài tới 50% cho rằng là, là đi quá xa, tức là chính sách quý vị mà cho di dân vào và làm những chính sách là công bằng thì đi quá xa. Đó là cái chúng ta thấy là ảnh hưởng của ông Trump, đó. Rồi nãy anh nói qua tới chuyện ông Biden rồi, đúng không? À, thì cái gốc nó đến từ cái chuyện này vâng rồi à, nó mới qua cái chuyện Biden rồi mới qua cái chuyện người ta đặt ra cái câu hỏi là nếu mà ông Biden nó Đó. đưa cái chính sách ra thì nó sẽ như thế nào về chúng ta thấy hồi nãy chúng tôi trình bày là người ta thấy rằng là có một cái sự gọi là à, bên những người cộng hòa họ nghĩ rằng là chính sách Biden sẽ nghiêng về phía di dân quá nhiều mà mất đi quyền lợi của người da trắng và cái chuyện này nó đến từ cái điều mà anh Dũng vừa mới trình bày cho quý vị là người ta thấy rằng là tất cả các chính sách hiện nay người ta nghĩ rằng là cái nỗ lực để làm cho nước Mỹ đa dạng hóa về chủng tộc và tạo một cái sự gọi là công bằng xã hội về về tài sản equality công bằng xã hội về tài sản là một cái điều mà họ đang là quá đáng thì trong cái chuyện này chúng ta đều thấy ẩn chìm trong cái quan điểm mà ông Donald Trump đưa ra là cái sự e ngại của những người da trắng khi họ họ mất quyền lực và cái điểm đó là cái điểm mà chúng tôi thấy rằng là đây là cái chỗ ăn tiền nhất của ông Donald Trump thưa anh Vâng, thì anh để ý nha, hồi nãy anh Long đưa các bạn mà có ông Biden vô nó khác. Tại vì hồi nãy là có ông Trump. Bây giờ nó hỏi nếu ông Biden thắng cái nhiệm kỳ thứ gì, thì xin bác cho coi lại cái laptop của tôi nè. Cứ để ý màu xám là không có gì thay đổi. Trích the xem với lại di dân cũng như các chính sách khác không có lợi thế nào. thì chúng ta thấy nè cái người lớn nó cái màu xám nó dài hơn anh long thấy chưa yep. Yep. quý vị thấy cái màu xám nó dài hơn bên dân chủ dài hơn thì mình không ngạc nhiên yep. rồi yep. còn bên cộng hòa ngắn hơn thì mình không ngạc nhiên yep. rồi nhưng mà rõ ràng thế nè independent cho người độc lập nó cũng dài hơn yep. nó dài hơn so với cái là so với cái là quan niệm là sẽ thiên vị người thiểu số hơn là người da trắng yep thì cái người in hai con số này gần như bằng nhau nhưng mà anh thấy cái người lớn là con số nó dài hơn yeah. đó tức là cái cái những cái này chúng ta để ý cộng hòa dân chủ nó ngược nhau thì chúng ta dễ hiểu nhưng mà chúng ta để ý những cái con số nè ở đô nè là tất cả và con số độc lập cái con số hai con số này quan trọng nhất là con số độc lập đó thì đó là những cái hình ảnh mà con số mà của CBS và YouGov họ mới thăm dò qua cái ảnh hưởng của ông Donald Trump trong cái cuộc bầu cử hoặc là các cuộc vận động tranh cử trong 8 năm qua từ năm 2016 tới giờ nó ảnh hưởng cử tri đặc biệt là cử tri cộng hòa và ngay cả cử tri độc lập cũng bị ảnh hưởng luôn đó rồi bây giờ cũng thăm dò này họ hỏi là trong những năm tới cử tri quan tâm nhất là cái gì không à, cử tri họ không cần biết là kinh tế có nặng có mạnh hay không hoặc là cái câu hỏi rằng là có hai câu hỏi được đặt ra là họ quan tâm đến vấn đề kinh tế hay là quan tâm đến nền dân chủ của nước Mỹ. Thì cái kết quả xin mặt kỹ thuật cho xem mạng laptop của, của tôi. Hai cái vấn đề này họ xếp ngang nhau. Bên phía ngang nhau họ đây là ai? Họ à, là à, toàn bộ người Mỹ. À, à xin lỗi quý vị. Toàn bộ, Toàn, toàn yeah. bộ người Mỹ là họ xếp hai vấn đề này ngang nhau. Trong đó những người mà nghiêng về phía dân chủ thì họ quan tâm đến chuyện là nền dân chủ của quốc gia con số này lên khoảng chừng 7, 6, 65% và chúng trong phía dân chủ họ quan tâm đến chuyện dân chủ nền dân chủ của nước Mỹ nhiều hơn trong khi bên phía Cộng hòa thì họ lại thấy rằng là cái màu cam ở phía dưới là quan tâm đến nền dân chủ, thì họ không quan tâm đến nền dân chủ của đất nước và họ chỉ gọi là uh, nghĩ đến cái chuyện về vấn đề kinh tế, thì đây là một cái chiều hướng chúng ta thấy rõ ràng giữa hai bên, một bên không quan tâm đến chuyện dân chủ, tại vì khi nói đến chuyện dân chủ thì quý vị phải nói là một cái sự công bằng cho tất cả mọi người từ công bằng cho chủng tộc cho đến sự công bằng về tầng lớp xã hội thì phần lớn những người bên phía cộng hòa họ không quan tâm chuyện đó thật không, thực ra cái này nó nói là cái nền dân chủ có hoạt động hay không có hữu hiệu hay không functioning democracy à, hồi nãy trên cái mình nói công bằng là bây giờ bắt chữ thật cho coi lại laptop của tôi đây đây nhá cái màu tím á là người ta quan tâm liệu nền kinh tế của mỹ có mạnh hay không màu tím màu vàng là liệu cái nền dân chủ của Mỹ có còn hữu hiệu hay không? Functioning democracy or not? Thì nãy anh Đông nói cho quý coi là người lớn đó, nói chung họ coi hai cái này ngang nhau. Nhưng mà chúng ta để ý cái này mới quan trọng này. Bên phía dân chủ đó, người ta quan tâm đến kinh tế Mỹ mạnh hay không? Nói, ít hơn là người ta quan tâm đến nền dân chủ có hiệu lực hay không? Có hiệu lực hay không nha? Bởi vì trong thời gian qua họ cho rằng là có những cái hành động của ông Trump là coi như phá nát cái nền dân chủ Mỹ. Bên, bên bên Cộng Hòa đó, thì họ cho là cái nền kinh tế có mạnh hay không, nó quan trọng hơn là cái nền dân chủ Mỹ có hiệu quả hay không. Nhưng mà quý vị để ý nè, hai con số này nó gần như bằng nhau, anh làm thấy không? Yeah. Đó. Và hai con số này cũng gần bằng nhau luôn. Cái quan tâm về nền dân chủ của Mỹ có hiệu quả hay không của Cộng hòa nó tương gần tương đương với quan tâm đến nền kinh tế của Mỹ có mạnh hay không và cái quan tâm đến nền dân chủ của Mỹ có hoạt động hay không của dân chủ nó cũng tương đương với lại là quan tâm với nền kinh tế của Mỹ mạnh hay không thấy không Đấy, để chúng ta nhìn đây màu tím này với màu vàng dưới đây là nó gần bằng nhau thế là hai cái ba này gần bằng nhau cái này luôn hai cái hai hình anh gần này gần bằng nhau thấy chưa nhưng mà cái này chúng ta hiểu không phải dân chủ khác nhau nhưng mà trở lại đây mới là quan trọng này quý vị thấy nè cái cử tri độc lập thì anh Long thấy ông quý vị thấy không cái vấn đề mà quan tâm đến nền dân chủ mới có hoạt động hay không nó nhỉnh hơn quan tâm nền ừ. kinh tế các bạn hay không dạ. một chút xíu ừ. thấy chưa đó chứng tỏ rằng là cái khối cử tri độc lập này nó quan trọng và nó có thể ảnh hưởng cuộc bầu cử tức là về cái nền dân chủ có hiệu quả hay không người ta quan tâm nhiều hơn là nền kinh tế các bạn hay không đúng không anh nhưng mà trong chuyện này nó có một cái điểm khôi hài à, khi mà chúng ta thấy là họ nghĩ rằng là nền kinh tế quan trọng hơn là ừ. cái nền dân chủ ừ. trong đó nó cũng có một cái ngầm ý nằm đằng sau nữa rằng là di dân sẽ làm hại nền kinh tế ừ. mà trong khi đó trên thực tế về trên thực tế lẫn tất cả những các gọi là lý thuyết về kinh tế chính di dân mới là người đóng góp vào nền thịnh vượng cho nền kinh tế và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nước mỹ thiếu người dân không chịu đẻ nhiều thì sinh xuất thì giảm sinh xuất không có tăng thiếu người rõ ràng nhưng mà những người bảo thủ họ vẫn nghĩ rằng là di dân làm hại cho nền kinh tế thì cái đó là cái tuyên truyền của ông cái, Trump cái thành là cậu. tuyên truyền của Trump yes thành công mà, mà anh cái nói, nói anh... cái là một cái điều phi lý mà anh nói bây giờ cần di dân là anh nói chưa đủ ừ. từ xưa tới giờ luôn chứ yes. là bây giờ từ ngày lập quốc và đây tờ Washington Post họ viết cái này là chúng tôi có thể đọc câu nghĩa là ông Trump và những đồng minh của ông ví dụ như là ông cố vấn Steven Miller thường nói rằng gia tăng di dân sẽ là đe dọa cho nền kinh tế. Mặc dù gia tăng ở uh, di dân ở biên giới mẹ Mexico nó vượt hơn cả con số người và nó tăng lên mỗi khi Mỹ gia tăng nhu cầu lao động. Đúng chưa? Mặc dù trên thực tế là di dân tăng ở biên giới Mỹ là vì cái nhu cầu lao động tăng, trong khi ông Miller và ông Trump thì cứ bảo rằng cái đó nó tăng làm nguy hiểm cho nền kinh tế Mỹ. Đây rồi cái kết quả này nó cho thấy là gì dùng những vấn đề như vấn đề di dân để mà tranh luận với cái nền kinh tế đang bị đe dọa và sau đó là gì không tôn trọng các cuộc bầu cử dân chủ hoặc hệ thống dân chủ của mỹ thì rõ ràng cái điều đó là điều không tốt cho nước mỹ cho nền kinh tế đúng không và đây họ nói đây nè cái câu này nè là chúng ta thấy nè Điều đáng nhớ rằng có những cái quan tâm về chuyện cái sắc cái danh tính của người Mỹ bị hoen ố vì di dân khi có số người mới đến. Và mặc dù những cái này được đưa ra bằng những ngôn ngữ kỳ thị chủng tộc Nhưng quý vị nên nhớ những di dân này đã làm cho nước Mỹ như nước Mỹ ngày nay Họ nói rõ đấy, thấy không? Và họ nói một câu này, as such, It's worth remembering that nearly everyone in the country is a descendant of someone who moved here from somewhere else. Tức là hầu như tất cả mọi người đang chưa còn tất thở ở nước Mỹ này đều là hậu duệ của một di dân. Đó, họ kết thúc cho thế. đúng như mình từng nói. Thì thưa quý vị, vấn đề này không biết cái nguồn gốc là gì anh Dũng. À. Khi mà họ đem cái chuyện uh, nền kinh tế gắn vào cái vấn đề di dân. Một số ngược. những họ đi ngược họ đi như thế này những người bảo thủ họ nghĩ rằng là họ không muốn mất những gì họ có cho di dân vì họ nghĩ là di dân vô anh hại nhưng mà họ quên là những gì họ đang có dạ. là nhờ di dân đóng góp vào đúng vậy và trong đó có họ luôn yes. họ cũng đóng góp và họ cũng đóng góp di dân khi luôn khi mà đi ngược lại như thế là họ đi vào cái con đường là con rắn ăn cái đuôi nhiều vâng nhưng mà họ quan tâm cái điều yes. điện đáng đúng. nói chúng tôi đang nói là cái, cái tầm ảnh hưởng của ông trump qua cái tuyên truyền của ông trump và người ta cho thấy luôn mặc dù với ngôn ngữ lỗ mãng người ta vẫn nghe người ta vẫn tin vào cái mục đích đó chứ không tin, không cần biết cái cách ông nói như nào nhiều nãy tôi cho quý vị ví dụ đó dù tôi nói xấu ông long mà quý vị ghét ông long thì quý vị tin ông long xấu cho dù cách nói của tôi rất là bất dạy quý vị không để ý cái đó <laughs> cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình xoáy tin ngày hôm nay mai phải long giống chúc quý vị gia đình một ngày vui khỏe chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SBTN Morning sáng ngày mai thứ tư 17 tháng giêng 2024.